Chơi game lắng nghe giai điệu H5 thể loại âm nhạc hoàn toàn miễn phí. Trò chơi thuộc thể loại game âm nhạc thách thức sự phản xạ của người chơi. Theo đó, lối chơi của game vô cùng đơn giản. Khởi đầu bạn cần mở loa to lên để bắt nhạc, sau đó là táp vào màn hình cảm ứng, cho biểu tượng giai điệu lướt qua trái hay phải theo kiểu zigzag, tùy vào thanh nhạc đang hiện ra trước mắt. Tất nhiên, nếu bạn táp trật nhịp thì xem như thất bại và phải chơi lại từ đầu. Vậy nên hãy cố gắng bắt nhịp bài hát thật chính xác và nhanh tay lẹ mắt đưa ra quyết định táp vào màn hình đúng lúc. Được biết, nhịp độ trò chơi sẽ tăng dần theo tiết tấu của bài nhạc. Càng cao trào hoặc đặc biệt ở những bài rap và rock thì tốc độ thanh nhạc hiện ra sẽ dày đặc, nhanh hơn bình thường và đôi khi chúng khiến bạn không kịp phản xạ mà thua cuộc. Các tính năng đặc sắc của game. Tính năng 1. Dễ chơi và gây nghiện, bất cứ ai cũng có thể trở thành bậc thầy về nhịp điệu. Tính năng 2. Thưởng thức những bài hát tuyệt vời của các nhạc sĩ nổi tiếng trên nhiều quốc gia. Tính năng 3. Gameplay nhịp độ nhanh khiến bạn không thể ngừng chơi và thử thách độ khó mà game mang lại. Tính năng 4. Nhiều giai điệu lôi cuốn thử thách bạn bè xem ai sẽ giành được điểm số cao hơn. Tính năng 5. Là trò chơi hoàn toàn miễn phí với nhiều nhân vật bí ẩn và dễ thương chờ bạn khám phá. Tính năng 6. Đồ họa 2D có gam màu tối, đôi chỗ lóa sáng giúp người chơi có sự tập trung cao hơn vào nhịp nhạc.